Hey, hello các chị em. Sếp mới về ba màu khác nhau của cái Coach Lauren. Cái tên của nó là Lauren. Thì cái việc đầu tiên các anh chị khi cầm cái túi Coach lên mà nó có cái logo này là các anh chị phải dùng điện thoại zoom ngay để mình xem cái chi tiết của cái Coach này. Nếu mình thấy đầy đủ chi tiết của một chiếc xe ngựa thì nó đúng là hàng chính hãng ha. Rồi, cái túi đầu tiên này màu đen, da này nó gọi là da pebble. Cái da này lần đầu tiên được sử dụng bởi cái hãng Tom Ford ha, nhà thiết kế Tom Ford rất nổi tiếng. Sau đó thì mấy hãng khác cũng hỏi áp dụng theo. Và cái da này nó mềm đã sợ có xuống tay. Còn cái da này nó là da canvas nổi tiếng của Coach. Thì cái da này là nó chuyên là thứ nhất là nó sẽ chống chảy xước và nó chống nước, nhưng nó là loại da tổng hợp nha anh chị. Còn đây là da thật, hai cái loại nó khác nhau nha. Có nhiều người không biết là tưởng da canvas nó là da thật. Không có da canvas nào là da thật hết nha anh chị. Tại vì nó là kết hợp giữa cái bông sợi bông với lại một số cái thành phần khác để nó tạo thành cái da canvas này và nó chống nước. Thì ai thích cái kiểu classic thì dùng cái này, còn mà cái kiểu cái này thì nó sẽ modern hơn, hiện đại hơn. Và cái này thì mình có thể là gì, bỏ được rất là nhiều thứ trong đây. Mình bỏ được 20-30 cái iPad thoải mái luôn. Và nếu mình chiên nổi ha. Và nó có thêm cái dây đeo này, cái dây đeo ngắn và cái dây đeo dài ha. Tại vì mình muốn sử dụng kiểu gì, thí dụ như thường thì người ta sẽ đeo dạng crossbody kiểu dài là tiện nhất. Cái dây dài thì cái dây ngắn mình có thể cất ở nhà đó, mình đi làm nó tiện. Và shop vẫn đang có chương trình là mua một tặng một, thì các anh chị nên tới shop để thử kiểm tra, sau đó là mình có thể kết hợp cái mẫu này với những cái mẫu khác theo cái chương trình là buy one get one ha. Thì các anh chị muốn biết thêm trong thông tin chi tiết thì có thể inbox shop, nhưng mà mình phải đến sớm hoặc là mình sẽ phải check sớm qua tin nhắn. Tại nhiều khi các anh chị tới, nhiều khi nó hết hàng á, mình check trước qua tin nhắn thì nó sẽ chắc ăn hơn. Cảm ơn mọi người.